Salami và thông cậu yút, tầm và thông cậu yút, từ mong tận ạ tạ sắp chăm bằng và núi đuôi bình ngủ mong ngọt bà bền núi bình ngủ Việt Nam về tới Việt Nam. Bà thảo thầm và, trà vân nắn nư cần tân lũi yoa kron hậu lì bị bàn nắn chịu ba trà yoa ca yà bạ tà mư, thông ca bằng bật nhạc chẳng dâu ca yà toà ri gia tà làm bằng chàn. Yoa hô ca bì tạ bà tay sang mong phú tà mư tạ tàng ca tùm tà nạ trà rô rập bòn bà yà ra hà mô nư cần trà vân hành khách chặt. Bà yà hô ca bì tay cần tùm là và ngạ bà tài yoa nư cần. Lâm mình ta làm phần khá hạt chàn, ta nâng bà yà này kỳ lại nắn trôi ca bắt tóc yà, ngạ tán ra câu sạc quân nắn yà tạo yà xoa, ngạ lại bị ngờ, ca mịt và buồn hàm mưu. Nhiều năm ta nọ hàm mưu ta nâng nơi cảnh trà vân hạt chặt ta ngạ càn tùm ta nập làng bạc la hà lây, chạy à lớp lại bị ngờ ni, ca mịt và, phía tỷ năn, bà en hạt tay chăng chạc ca hô hà lâu yà, chạy sĩ thập là toàn tâm mưu ca thẻ ngạ bạc tài hà niêm clòng, và lý kế thông ca ra câu sạc quân hạt chặt ở ngân tại tập viện cho cả đa, dù ra ni. Tại mình và thông cậu giúp tôi mong tới này. Nắn tại nơi cảnh ngã hà mù thầm ngọ tham tóc rập bảo hẹt ta tại nơi mù. Lâm mình bà prong nộ năn chịu ba chả yoa yạ bạ biển thun. Bản thùm án ạ căn tạm bằng cho căn đá hay yoa chả nơi gần. Cả vùng hà lâu chả căn nơi cảnh trả vân nắn rắc hạt tài xa lê là vàng tại nơi. Cả bạn đi mức chừng thà là vàng bạch tài prong prang. Tại nừng ca bà yà Nam mang thít thông cả rụ nắn chanh chắc cả dạ bạ và dạ mươn tâm mư. Lòng bần tà nạ trà rồ này nắn tậu tà lâu chàng của căn tà mần dạ của rụ mị và ô thơ hà tài. Cả vôm chả căn đáng nơi cần trả vân hà chạt nắn tạ tạ nào bật sơ mị và kê hà tài. Tà nừng bà dạ nam mang thít hưu tạ ngạ lo hà chạt tạ tạ bạ cả lì kê cả rụ ngạ hà mù bạ 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 Jalo ka tana charo tamok tap ya che la vang ri nan ha chat pơ prong la vang nga pa tai nan tana charo nam mang thit nan tha ta lam klau tana charo cha so ka pa ya pa la vang brang tra ko lang mung thit tuom tun tuom pau tu ta le ngai yo ki lang ha mo tana charo pa play nan tana charo nei nan hu ha nim ta pa ta le ngai ha rong nan mung ti ha sai ta nga ta nei nan ha chat cha ro bang ngui yo nei kan tra vân hu pru sa le pya prom ta lau ti pi nan ta lam pru nga ha mo tana ngã bạch tài mương thị tha pan bằng pịa ta cổ tấn cầu bản bằng pịa ta đây nắn hạt chặt ngã hầu thạc cốt ca bạch tài bra biển thun có bông bóc tương dân nắn bà ta mơ ngã mương thị thun toàn bầu tòa lâu nắn tha cơ rơ ta bru ngã nhu ca cắt tây cắt tăng do nắn bla hạt chặt hù vắc tụ giả bạ ta mơ nắn chẳng ở lơ bình thay lấy bao rập bầu hết ta bạch tài do hình cầu kè nắn hạt chặt hù bà giảm bừng mừng tòa thun này nắn hù lịch kế nắn chạy bà ya tậu hà lây nắn chàng hù bi chạy en hà tai bà ya tâm mơ tòa dâu tuần thun lào nắn ya bạ nhô tâm mơ chạy tông hù là nây nắn ya bạ sa lô mị và ngạ băng nhô căn bằng bật tài nắn chàng bà lây lê hết loại tạp là chú bà lăn tà lê băn nắn ya nhô tạc cụ tạo bi ra nây nắn hù rập bòng bà ya nây mị và biệt sơ sai ô tô nát chẳng khẽ hà lâu ya bà cầm mỹ và bà huyền cầu kè ta nâng bà ya tưng dân bong bóc nắn tọ tòa ca bằng bà ya ni nắn tụ bà mư sam nắn vô hạt chặt bà tập địa bộ hà nim mỹ và tập làm bà lây nắn hồ tụ hà nim địa sơ sai tọ rập bằng bà ya bong bóc tưng dân nơi ô tô tu cả huyền cầu kè còn tận lại lo tọ huyền tiểu cần trả cụ ra thun tầm bộ tọ lo nắn nơi cản hạt chặt bà ta mư nuôi ca rập bằng bà ya bong bong tưng dân bà con hậu thông là văn đi và bạn đã hạ chặt hồ chặt gà thông mực gà kệ mực gà lim bươn thu cả bộ ngạ bạch tài tần độ các tông gia cầu tre bà phẩm phú cần huyện tiểu cần nắn tần độ tông gia lim bươn mừng tỷ ca tần đừng bà gia tần đừng bà gia này nắn hồ ngạ mừng tỷ thun tầm bập lô chú thông tần đừng bà gia ta đôn ta cụ lần lòng ta tấn thầm bầu năm tô thước nắn lúc tại liên ban carapong bà gia khi bạn tâm mưu cực tình bạc yà nắn mị và bạc bạc cầu tre phẩm phố cận hạ chạt bạc yà hù tâm mưu chạy ngạ băng. Cầu vùm quần bạc tòm phố cận nắn tạ tăng thun toàn bầu bạc mưu thông bạc tòa ảo rang tạo tâm mưu tạ tăng nắn của ra lô căn tạm bản dọa hù yà tạ làm bản bạc đẹp. Bạc mừng mừng tỷ tốt hù rập bọng bạc yà nê nắn cầu vùm này hạ chạt ngạ hù cà cầu bản tạ làm thun mị và tòm tâm mưu nây nắn hạ chạt tạ cổ rạ nây tắn tạ chú bạc ảo rang. Bà con dần tham gia vào hợp tác xã. Hiện nay hợp tác xã đã có trên 170 thành viên. Tại lầu tiên nắn mỹ và hạt chặt bà gia tâm mưu mù nắn bịa cần ba chìm
cụ lòn mới gì tàu hâu ca tận nọ tông ya nê nắn cơ vùm hạt chặt en hà tài hâu lau ya và cần lòng tàu hai ta do thành tàu chụp lô rằng thân nọ cắt tông ya hâu nắn bật tọa ca chạm bẹ cắt tông ya pia tỉ năn nắn chàng hâu ca chạm bẹ bắt sang ca ya bạ hạt chặt chặt ca ya bạ tàu hâu ya bạ thân mới gì tàu hâu ca tận nọ tông ya nê nắn bị va cầu tre phô cần hạt chặt ngạ băng tấn lau bản thân tàu oka hoka tận đường bảy bê tông đi nắn ngã bật tài nắn nhiều phía bảy lê hết bản đông xuân tha bản tàu hô tạ block ba bên tàu hô tận đường bê tông đi bảy gia tam mươi nắn bật tài chạy ngã hộp ro liên ai lòn tận nọ cắt tung ca gia bê tông cầu tre bà phẩm phúc cần do huyện tiểu cần nên nắn ta đã chạy rồi block tận nọ hâm mưu phía sơ sai bộ hành niệm và mai phía lòn hô to liên ai lòn tần nưng ca bà ya nay nắn chào ca tần nọ bà ya huyện tiêu cần chăng khế tu ca bị va chạy hù bà ya tần làm phần bà đẹp phục vụ cho bà con đảm bảo cung cấp đủ nước tưới trong mùa khô không bị giới hạn khi bà tham mưu can tuần tần nưng bà ya đôn giao nay nắn hạt chặt bà ya ca mưu và ngạ băng san lấy hù hà niêm tuôm các tần nạ chà rô nê ô tô bà chụp ca hà lau ya ca mỹ pha từ làm phần bệnh dạng, bó tuận trang trạc cả hưu cả gia xoa từ làm phần cả hạt chạm. Từ làm phần này nắn còn thật là cho bà cầm thông phẩm play, bà tà nạ trà rồ bà ya, bà thâu bí từ làm huyền cho mỹ pha bơ can tùm cả từ lòng bà ya xít, trẻ cả gia tập dạng, cla thị gia tạo. Để cho mà các xã chủ động về vấn đề bọng cống, cống bờ cống cống bọng trong cái hệ thống nhỏ đó, nghĩa là ta sẽ hạn chế lấy nước vào. Đó, rồi để cho tránh ngập úng, đồng thời trên công đoàn mới mình cũng dần hành xả ra nhiều. Ta làm phần ya xoa nắn tùm nư cần bà ta ra cổ lòng bàn chịu ca ra lô quần ya mai. Ra vân nắn tọa bụi hà lâu cron hậu do nắn chàng ô bà plek hô ca bụ ca ya xoa. Ta rong bà ya en nơ bà chú bà bùm tân hiệp huyện trà câu ra nây nắn tọa tạ tăng. Tại tàu ngạp lo nắn rong N plus chú hạt chặt nắn bà ya ca phía tây lòng tàu hẹt ta bà play lòng trường do phẩm tầng hiệp do ca trong bà ya ni tọa tạ tăng do nắn phần chàn thun ni nắn ya trun xuôi mị và hạt chặt các tông ya tập ya chạy ca trả vận tải chàng ya ca to tập ya căn trà nắn mừng bơ cả trong bà ya ô hồ căn trà lăn lay ca bơ cha chạy bơ trong bà ya nắn nhu bà ya phí ông thật chiêu ngạc lao hết ta bà tài tờ lầm la vang ni hù tổ hà niêm ông phía hạt tay trong ca tờ đạ trà rổ ni tổ ưu nhu ngạc lo nắn hạt chặt bật chụp ca hà mù chày ô tổ ca chăng chạc ca ya bạc thông tặng hù ya li bươn mấy giá canh trà ngạc nắn tờ lầu thị bí chàng lê hị ca bươn ya va ya bùn hà bàn lai lo bố hà niêm hà rung nắn phía prong ô nhau ca còn tha chày tha rang hà lay bạc la vang hà mù ni thôn thôn trẻ nên nắn ra tiểu mỹ và trả rỗ mỹ và bắn mỡ hồ ca tản nập ngạ bật tài hồ tân ya do nắn buồn bó bật tài chẳng thật cụ mừng gia tản nạn trả rỗ này hồ ngạ blo bà ya tân nắn mỹ và bà play lòng tường phẩm tầng hiệp chẳng uôn bụi sơ sai tậu hồ ca bong ya này hồ tân ya cái con kênh này để đủ tươi nước đầy đủ. Phần thu đăng tuần này nắn khi bạn tâm mưu bụi bà sơ dùa tần nọ một tần nước cho bà cầm thông bụi bà ya dùa tần nọ bà ya. Mấy và bà bầm tân hiệp nắn hạ chặt trun bà chế tham bào hẹt ta bà tài. Tân này bà ca chả đã ngân tuổi tác bần bì là vàng bà tài dùa mỹ và bà nắn khi các quỷ đăng ô tạo. Ta làm tha thun ngạ lau bàn bàn hè thu đông thông đông xuân tục còn ta lạ nắn tổ hani mừng tỷ năm ca tần rồng và ya đi còn ta lạ bát tom en tặng hữu ya ta lầu thì pí nắn tú ca prụ bát thâu do ta tụ ham mưu tần nơi chẳng dâu ca vuông chẳng cần huyền bát thâu cam bị va trùn bạch che ra này ban đi cành trà vân hưu toàn tàu hủy la tại lê pan tà rồng yom hưu nắn tà mực lâu tà rồng cát tha
mong ngọt thần tông mưu blog tờ rộng bà tòa, hầu thần tông nằm blog tha gà rập bọng bà ya, thông là nâng ta tấn tà lệ bàn tông kỳ lộ thước. Thông gà mong ngọt thầm bầu gà tờ rộng bà ya bà tòa, ta mong ngọt thầm bầu chung tông kỳ lộ mét. Rập rụ nắn chăng khế ngã và ngã doan tùm tờ rộng ya này, bà chụp gà ya nhu đuối. Sam ta tờ lầm bàn chàn chàng dâu bà ya tờ lầm bàn bà đẹp. Biển thôn nắn nơi cằn hâu hà lau chìn chạy chào ca tần đỏ ở bà gia đi nơi cằn hát chặt quậy rập bòng con tạ tặng vợ cả tần đường bà gia tần lão thị pi nắn cằn tuồng tần đỏ ngã hàm mù prong dâu tiểu cần trà cú cầu kè thông tuồng la vang chạy thấy tạ tặng vợ cả tần đường rập bòng bà gia bà có hà lau dâu cả huyện Duyên Hải thông tỉnh nay Duyên Hải huyện Cầu Ngang tần đừng ca bạch gia ra đây trà vân ấn tú tần tài trong ca tài lập ban blog nội gia pre ca bru ngã bạch tài yoa phú tâm mưu nhóc trần làn thông ca bru ngã hậu an im yoa ca tần đừng bạch gia phần bên đẹp thun toàn bầu blog lâu tòa blog ba trà vân ấn ô lại lấy hết yoa ca yà bạ tâm mưu phía tiền an tọa en hát bài bất thọ yà hậu tài làm phần tràn chàng trí ta là a lơ gặp lại lấy hết cả mỹ ba tần đây nắn tần đừng bạch gia yoa nên cần trà vân bị biện mưng chừng ta quân tà ra cả thần nọ hàm một tần nước được gần bắt chụp ngôi mỡ hô hà niêm do bà play ta cổ hô bó hà niêm hàm một tần nước thông phước lòng trái thiệu mỹ và chạy thầu hà lô tạp bà gà bó hà niêm chẳng dâu bó hà niêm gà tà nạ chà rô bà gia nơi cần trà vân nắn bắt sơ gà lì kế thông bụ hạt xa lý hạt chàn á ngân tạm bị và thông rõ dốt tùy băng gà nội thổ ưu do ông Lê Văn Hẳng bồ tì gà vùm chà căn nơi cần trà vân chạy cầm thông nào tòa bà sang gà tùm tà nạp ngã hô do nơi cần trà vân tờ lầm tùm thân tạp bà. Thân phun ông ha chặt hồ vấn đội đồm bìa rai này có thao ông trả vấn nắn nơi cần bụi gà cròn hậu nắn bìàn chịu gà dạ bạc nhô tà mư chẳng dâu gà bằng chàn nắn dạ xoa. Rai này nắn tần nừng bà dạ dòa nơi cần ha chặt bộ tà bìa hà niêm dâu hà lây bộ ngạ dâu hà lây chạy bà mai bộ hà niêm gà mị va tà lùm tư cần. Tà lâu thì bí nắn tà lạ đồm tán bộ hà niêm tà lạ chặt đồm tán cần tùm rũ nhu bạc cầm nắn chạy hù bộ hà niêm nắn. Ta lâu tiếc nắn vì tha a chặt và tay sang mong ta nơi cần trà vân do trà vân nắn nhô tọa bụi thì còn bằng tận trong cổ long tòa trà nắn tha là vang ngạ băng băng ngùi biển hầu ra lô mỹ va buồn paran khơ me do nắn vì tha a và tay sang mong ra lô tòa trà nắn nữ cần chàng bà tay sang mong tấn ca thần đừng bà ya doa nắn ra đây trà vân hầu tuổi bố hà niêm nay nắn doa trà vân chặt bộ tập dạ hầu bố hà niêm doa ca thần đừng bà ya nằm mang thiết tại lầu tía thần đừng bà ya nay chặt tạ tập dạ ca trà vân thần đừng rong ya nắn chăng chặt cả ca ya bác long bên ca thần đừng nay chỗ tổ hầu thập bản chăng hầu thập bản ya bác nhiều mưu mình thì lại vợ nhiều nắn ta làm phần vật địa nắn ô hù gà ya và tầm mư nhiều chăng vợ cả cọ tầm mư tòa cha nắn bị va chàng ô hù ya ngạ băng nắn cả ya tầm mư nắn nhiều thù lù nhiều phụ vi ô hù mùm ta rong lăng plap liêu kệ hù mình thầy nắn thì cần trà vân chạ rộ tập dạ ca tần nừng ca bà ya nam băng thích thông bú tầm mư tạ tặng ca tần nừng bà ya băng thị hà lâu mai chạy bà ya lim mươn ta làm tốt vắc tu lo ya bạn nhu tạc cụ nắn chảy ca rỡ bí tùm ca ta rồng bà ya tâm mư lo bà ya mươn mừng hà lâu tâm mư vân bà tì vân long mai chạy ca ta làm hâm mù vắc tu ta ba nắn nơi cần trà vân chàng hâu thân nộ thằng lại chờ rồ prong prang ta lâu tì bí nắn chảy cội rập bòng tạ tăng ca rập bòng krong tòa cha nắn trà vân phú tham mưu tạ tặng căn tùm rong ca bằng bằng tặng ya bạc cầu kè nắn măng ngọ nắn ca là vàng ya mươn chạy mực ya mừng tỉ năn mai rong tạ ca ya lì mươn ca là vàng hàm mưu yoan nán ta làm vắc tu ta pa ta làm pần chàn nán ta làm pần ya bạ trà vân ô chịu của ya bạ lo chẳng hữu tân ya chạy cả tu cả prụ ngạ băng
thà làm quần nhà bác ở thôn toàn bầu tòa bốc lau tâm mơ có thôn toàn bầu tòa bố ba nắn trà vân nắn thà tòa làm tường đi cần ô cà lệ ô hụt tần nhà chạy ngạ băng và nông xuân bị bỏ nắn bị và biển ngạ hô tần nhà phun bọc lòng bị và tổ mơ hà nìm prong nắn thà bộ chạy ra cho nơi cần trà vân tòa làm vắc tô tạp ba và cả chạ rộ hô cà tần đừng rập bọn bà ya đông xuân là sản xuất là vẫn đảm bảo nước và năng suất vẫn cao, người dân vẫn thu lợi. Đó là một cái điều hết sức là thắng lợi của Vinh trong thời gian qua để phát huy hệ thống thủy lợi. Thưa ông, để hệ thống thủy lợi vận hành. Ta thao ông chạy tình đường rập bọn bà ya, nhu bà ya hô hà nìm, bà plek căn tùm căn tà mạnh cho gạt đá, do bụi xe lê chả năng ngân, do năng ca tận tạp bà tôi nên được cảnh trả vân hạ chặt thả ngạ bụi ở lây. Ra vân nắn biển bà tay sang mong bề cát tân đây hô cát cai cài giao nan mình từ làm phát tàu tân nắn tuồng rụ sa lê chặn ăn ngân nắn nhiều biển tạt biển trong cát đá lọt ra vân cá sì cá sa thật lâu chàng người ngạ sam bộ tạt biển hô anh em tuồng tân đại y nư tuồng prun rạn đây hô do ra vân bắt gặp giao rạn đây nắn bị thắt do hô tân đại tạ nắn và tọa lý kế thông bụi xe lệ chả năng ngân và bàn tà răng cao khu lông. Nắn trả vân cầm thông nội nơi cằn chẳng hô gàn tùm tà nạ tạ chè ngạ lý kế hấp tui. Tòa trà nắn nơi cằn trả vân lý nghiêu tỷ bụi tạp dạ hô gà bố hà nìm và tần đừng bà ia mương tỷ hà lâu ia tùm gà tần đỏ tông ia đô mương ngọ. Nắn trả vân biển thôn chè thần nội chiên chè cội rập bòng con phía thì năn ba làm ba chào can tuồng ca bà play và huyện chạy thung mu quỵ rụp bòn con can nhu sa man thung mu nhậu tốc chạy en tuồng rụp bòn con đi hô prun thằng ea chạy en nội ya đi nắn thu ca prụ ngã băng ba cha nắn prụ chăng kệ ca tần đừng rụp bòn con đi nắn trả vân chàng chào ca tuồng bà play ngã can nhu tần đi tần nát prụ tập biệt prun rụp bòn thông ca tuồng tần đừng bong krong này nắn chào các mị và en hạt tay chẳng khế và cặp dâu tấn pần nắn mị và hạt chặn nào mỡ sợ ngạ chi ta làm bong krong này chùi chạy nhục cảng và cạ cảm bắn chạy dạo là vàng hầm mù tội lại trong hội gia nó hạt chặn và gia tham mưu hù chạy mị và ngạ băng sang thần phun nắn thao huyền bạc cầm thông ca tật thị prụ ca bà ya chạy ngạ hàm mù tân nơi nắn biệt prong prang thông bị và bà huyền duyên hải phía tiền năn thông ca prụ bà lao ya chạy bà ple ca ya tạo ya xoa bạn tuồng phẩm dầu ngũ lạc đông châu biển mong prong a lơ ca prụ bà lai lê hệ ya hạt trả năng ngân chẳng dấu vượt lòng chiến tham mưu cầm bị và quân tràn có âm tây bilan chú thôn toàn bộ tập lâu lâu nán hạt chặt ngã bảy lấy hệ tấn tuồng plo hạt ta bạt tài thông plab lều do bị và bạt bảy sóc ruộng bầm ngũ lạc do giả tọng khi đi kita hô bạt tọa nán do ca tần đường bảy ya mu nán ô tần prun ca plau ya ngã cả ya nhiều tạo vợ nay nán là vang hamu do ông dương phước tài tọa bạt bảy sóc ruộng bầm ngũ lạc thôn plo ông bảy lấy hệ mà ngọ thầm tơ là vang đi do cả giả tọng. Đây là cánh đồng lúa của ông Dương Phước Tài, ngụ ấp Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc. Năm ngoái, ông bị thiệt hại hơn 50% do ngập úng kéo dài. Thuần bló nắn bật tài như bro. Mình chạy thì dọa nắn và nhu tộc. Lại là hệ thầm tân. Mừng thì bụ bắt thâu bà lai lê hệ doan bị và ông thật lâm tăng có bà lai sóc ruộng hạt chặt mai tổ mỡ bắt thâu hô gà bà lai lê hệ phía thị năn nắn bà sơ mị và bộ bà lai tăng nơ chạy bơ prong gà tần đừng rập bọn bà ya bà thọ ya chạy bà lai gà bà lai lê hệ doan bị và thật lâu tiên nắn chẳng căn doan bị và ô thâu hô gà bụ tạo ya dâu nây mừng bà lai chẳng nhòm bài thông mị và chạy mị và bộ bà lai tăng nơ ngạ rập bọn bà thọ ya ra nên nắn plap leo to phun cái pla nắn ô tỏ cả nhà tạo cha nhà đuổi nắn lịch kê tăng cả nhà nhiều mai sang hiến đất để mà coi như là não vét con kinh thoát nước này hiện nay thì coi như hoa màu không còn là hư nữa rồi lúa cũng là không còn hư như vậy thì nước chảy là thông thoát
Ta ngã phân nội yêu cơ tông yêu ông thật lâm, mừng ngọ thập lúc mừng ngọ vôm thở bằng play sóc rưỡng hạt chặt sơ sai bộ bệ tân nước chảy chạy ngã rập bóng ya. Phe thì năn tọ ngã an ca chả mẹ nào mai ca nhủ buôn. Ông thật hôn chịu play lấy hệ mừng ngọ ca clau xào bật tài tạm thun bó. Tậu thâu bạp play nắn hù gạt tạ tăng ca tân đừng rập bóng chạy bật thọ ya. Nắn ông hạt chặt bệ tân clong tô mệt vùng tân nước tọ ngã yêu mừng ngọ vôm chạy ngã ca tân đừng rập bóng thọ ya này. Chạy ca xa nắn Reka hu ka chilan karate tamu tapia ka pi ka mi va yua ka chambe liwa nan o hu chilan tamu yo nan nan chai ha chan prei tan nu chai nga chilan nao mai chai urang nao wang patai ruang mu yo nan ta la mung dom sam mi va nan prei nu me chai to pu tapia thala wang sit la mi va to vợ nan mi va chang po prei nu ma bỏ ra cái diện tích đất để mình giúp đỡ bà con á chạy nắn chàng ngạ phun cả mị và chàng ngạ phun cả chạy chạy bộ bảy tấn nước chạy ngạ cả chân làn nào mai nhiều lần nưng thay chàng hồ niêm bi rập bóng play sóc ruộng lấy hạt chặt bắt thoát ya thòng tập bẹ cả rập bóng prong thòng tô tập bẹ cả tập thi tập ba cả tần rồng la bang mừng ngọ bầm đông châu huyện duyên hải pro tapya pro nga yo papini talam pro ta tang tan ding pa ya nan cha chi ta pla prong thong ta no mu ta ne thong pro pa ya tu ka pro nga bang chang cha ka ka ya ta ya swa ka mi va phya ti nan chang vơ klong ka patai pra chien ta mư ka mi va mỗi độ tháng 3 về nắng ấm mùa xuân là lúc Tây Bắc bừng sắc trăng trắng tím tím của hoa ban. Hoa ban nở cũng là mùa hẹn du khách về với Điện Biên, nơi hoa ban nở trắng miền Tây Bắc. Thiên nhiên ban tặng cho Điện Biên vẻ đẹp của những đồi núi chập trùng, những hang động huyền ảo, những bản làng xinh xắn, bình yên lưng chừng núi. Giữa không gian của đất trời hùng vĩ, 19 dân tộc anh em với đa dạng văn hóa, tiếng nói, phong tục, tập quán tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu. Nhiều báu vật của các dân tộc được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Những vòng xòe ấm áp là hồn cốt văn hóa của người Thái, gắn kết cộng đồng. Bên điệu xòe, họ cùng nhau cười vui để vơi bớt âu lo, cầu mong một cuộc sống no đủ, bình an. Đằng sau mỗi họa tiết hoa văn trên trang phục các dân tộc đều là những câu chuyện hấp dẫn. Như nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông Hoa, phản ánh đời sống văn hóa, sản xuất. Người Mông ở đây vẫn tự trồng lanh, xe sợi, dệt vải để gìn giữ nghề thủ công truyền thống. Về Điện Biên miền Tây Bắc, để cảm nhận tiếng khèn, một nhạc khí thiêng mang ý nghĩa tâm linh của bà con Mông. Khèn hiện hữu trong mọi hoàn cảnh sống của người Mông, là nơi đồng bào gửi gắm tình cảm buồn vui. Lễ hội, phong tục, tập quán, trò chơi dân gian của mỗi dân tộc đã hợp thành kho tàng di sản văn hóa quý báu của mảnh đất này. Không chỉ cuốn hút bởi cảnh sắc thiên nhiên và vẻ đẹp văn hóa của cộng đồng các dân tộc, Điện Biên còn là địa chỉ đỏ nổi bật trên giải đất hình chữ S với chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Về với Điện Biên là sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc với quần thể di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đồi A1, Sở Chỉ huy Tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ, Đồi Hiên Nam, Đường Kéo Pháo, Đền thờ các anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt là bức tranh toàn cảnh về 56 ngày đêm khói lửa, bức panorama đầu tiên của nền mỹ thuật đương đại Việt Nam. Đất và người Điện Biên anh hùng, hồn hậu, thân thiện và mến khách. Nơi đang phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch cộng đồng và trải nghiệm đời sống văn hóa sản xuất của đồng bào. Bên cạnh du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch cộng đồng
cũng là hướng đi đúng xu thế để phát triển bền vững kinh tế du lịch tỉnh Điện Biên. Lịch sử hào hùng, thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa bản sắc 19 dân tộc anh em, những nụ cười chào đón về với Điện Biên.